អញ្ញាសក៏មកកានកម្មវិធីចំនួនចិត្តតារាជាបន្តទៀតនៅក្នុងវគ្គនេះព្រមិមបានរីករាយទស្សនាអំពីចំណងចំណួនចិត្តបន្ថែមរបស់តារាកិត្តិយសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយ៉ាងណានោះសូមនាំរង់ចាំសិក្ខជនជួបជាមួយរូបកាត់ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទជម្រាបសួរសួស្ដីតាំងពីអរគុណច្រើនស្វាយតាំងពីនេះចាសសួស្ដីបាទបងរស់សុខសប្បាយបាទសុខសប្បាយបាទខាងជួបគ្នាយូរឃើញតែលើឡើងគីឡូហ៎ ឡើងទៅពីខែទៅជាបាទជាឡើងក្លោបទៅតែម្ដងមើលទៅប្រហែលជាមានញឹកច្រើននៅក្នុងវិស័យសិល្បៈត្រីមករយៈពេលហ្នឹងចាខ្ញុំមានញឹកច្រើនខតកនខ្ញុំថតរឿងច្រើនមែនតើបាទឥឡូវជម្រាបទៀតថ្ងៃនេះគេថាថតច្រើនជាងលុយក៏ច្រើនបាទលុយច្រើនពេលថាខ្ញុំខ្លះដែរតើអរគុណច្រើនគេថាអត់សម្រាប់វត្តមានរបស់តារាគេទៅយូររបស់យើងឃើញថាទស្សនិកជនក៏បានទស្សនាវគ្គមុនក៏ដឹងហើយអំពីចំណងចំណូលចិត្តគាត់ភាគច្រើនគឺជួយចិត្ត
trai ở miền trời nhám ấy bà ở đầm miền kia bà nè nè kia đặt ha ở ở trẻ nhám trai nên thì thằng quay tao mà flat bạn lên bị đập này tí thế bà bằng vụ tao là chỉnh trai ở đâu cái quán này cái nông trường đầm quay chứ bà xin bạn mình nè trai mình nè nâng nè nâng này bông vật này ở đây bông vật này nhám thẻ bông bà nè nông trường chân thì họ thà bạn muối nâng này cầm tay trai là o là o nữa bà mà xin mà group á bà còn mà trai trai còn ta xa cái đây ok, ở bên trên là lấy những người chú ý luôn chúng mình là cam vị trí là bao nhiêu bị phụ thân mình fan chơi chơi là bao nét tầng phi trong đơn ẩm phi chúng nó chúng nó chơi là bao phụ qua tầng mà đón ở lấy những cái ẩm phi của ma là phía tầng mà đón nét trong đơn mẹ nét tầng phi ca phi của ma phía chơi chơi thua ấy đại nhóm mà chơi chơi đây đấy xin phép chơi chơi bảy bọc gì à đây nhóm mà chơi chơi ủa tao hoa thập lương này chẳng tới nhóm ta ta mà cái lại gì à thế à thế ở căn lương đây chẳng tới căn bờ mũi phố nó nhóm đào hai mốt ôn nó phải trang phải là chuốc cho mũi đang cả nhà đi cả nhà luôn chẳng á chuột này này chuột á chuột đang để tôi thì chẳng tới khè mũi mau phải hiến chẳng tới hiến sầm đại chẳng ác khi lo bây giờ đây trà hay chân phố ôn sẽ là bạn đây ở đi phố ôn nhóm quạt chuột chuyện lên guitar để xây bắt miếng anh chẳng trà vấn đề quạt là tôi phê chẳng ai quạt hiến sần bà trong phần đó có chuyện là sầm đại ở đi mẹ chặt nhóm trang ai quạt cho sờ lợp đại ta ok ông quân hai bao đó nè bạn ba sinh nhật nhóm cà phê nắng mấy đôi mấy tu tới đại vậy tới cà phê nhóm mấy cà phê chỉ tới không bị mấy là rồi đặt mấy là đặt mấy mấy cà phê một chả còn lại đâu anh cha hai ở toàn này ở nơi nào bà hai cà phê tôi chưa chất thôi cái bóng ở cà phê tôi ở đôi chị chưa chất ha lên được mấy tu tới chứ bạn ở cục bông đình vậy lên được số còn tung mà thì ơi lên lọc lo thôi cho nó lên nghe bạn ha lên mình buôn rồi mới cả lên đánh chập rồi mới cả lên mặc thẹt để nó miền trung của mình bạn mới đánh chập chừng nào phải dùng là ở bên cục bông xin lỗi ấy nó ở mà đâu mà ca mình lỗi gì tao phải thằng bóng rú mà đang miền bà ở côn cả lấy cái nào đó chứ chứ xin lỗi chứ mình cho thì mình có làm mấy cái đang cái chạy to ẩm đi cổ mà đặc thiệp bà lấy sầm lô bằng to tiếng trong xua bầm non đặt na pe cổ mà đặc thiệp vinh sầm đạp pe đôi chia bong bọn tuần nè trong play từ chị ấy kể pe cổ mà đặc thiệp á cổ mà đặc thiệp từ bốn lá nhom đích ha sờ lạnh khang pet phần tay pet mình pet chị ở sát nam mê khang chạm được chôn ủa cái khang chạm mòn ơi được phần tay anh ấy vía hướng phật phần tay vía hướng của play tịnh dây nhom quạt trừ hay quạt nhiều sờ rồm hay cả nắng nhom nư thanh nặng tôi đại tỷ hay pet trong vậy thà tôi thằng nặng tì buôn thì phèm ấy tì buôn thì phèm hay tập ấy hay pet nó này chất tè hay pet tuổi trẻ ở pet ở bình ấy ai đọ sớm à mà chơi sớm trên bị đai dây bàn ở thà ấy phù hay quạt phù ở ấy phù nhưng đọ bàn còn ta ở sớm pop nhưng đâu bị nhẹ dây á nhưng đọ tới lấy mang chiêm trên mắt nhưng hốt ta khỏi tè bàn và nay miên bong miên bong miên mạ dây quạt sẹt hay chẳng hay mạ quạt thăng như vậy chứ tăng vì nó mà nhung khai bà dạ tập về hay và tụi mà tiện cái thứ này hả ôi bà thật hình chẳng hạn cao đấy về đấy khai chiêm hồn trao anh chẳng hả có đố sờ lạnh đào mua đặc biệt thương lạnh mà nhung của trang á nâng tăng vì nó mà trà sờ lạnh chẳng phải chỉ là lạnh hồn chiêm mạ dây mà mạ dây cái cắt ca nào á tên đây quạt thăng nhung quạt sẹt hay mạ ai mà mới chút còn là khôn còn đọt tức manh chiếm hút tức khỏi tè bạn cái bên cạnh bị đọt sổ và chiếm manh đó ai chết tần ná được mười đấy ở đây ai chết tần ná ôi bóng ở đây ok ở bữa nay thì để bóng tần ná với cà phê tôi chọn thuê đấy vậy tới cà phê tôi chọn thông ấy cà phê tôi chọn chạm thông và ai bị đọt bị thông hả ấy đọt bị thông hả ấy chẳng thực mềm rồi chẳng quan mềm rồi
ở đây vậy cá vì nãy tối cá nướng cứ sầm mày Lucky Burger ô trong nhà mà là burger trong nhà mà món chiên mà chắc không lá trong thắng mà xin chị ái trong miên ở đi sáng buổi bánh nhám á bánh nhám ở hai để con ai chưa chậm chân hay là hôn mà tôi ở bên đấy cứ ở toàn đang sầm đại này cô đó còn bên tay đây là con tro trong sầm đại này để tuổi con chậm nên nó bánh chậm ba cô chỉ tham mới đây không ấy mẹ cô chỉ niệm tham đôi khi mẹ khi bạn to cứ mẹ giờ học nhóm mình còn bên tay bọc rong cua sa nhiều bạn miên cô chỉ niệm tham chưa ra miên đẹp hay đẹp yếu bọc bình và thành là cô nhóm miên là cô chỉ tham thường sầm một ba trước mà hai chị bơ gửi chậm chậm nắng hay nóng mình tới mà xin chị ai dân dân là ai để ban tha ở dạng mấy cái của dân mà xin nhà dân miền Nam tiếp dân mới tới tìm sản toàn và ui thì họ xong mày về cam dân được mấy cái này dùng burger burger xong mày nấy burger hồi xong mày châu phi giả với nhau ta và mấy cái mình la cái lồ đá mới ai cũng lồ lồ ai ca thì ở đây bờ xanh nhà thời lang kháng lang đang bị vô với cầm tay nơi gặp bánh nơi bánh đang chọc chọc lang lang chọc lang chọc ôn có chọc ôn này con ai để xa cha để xa riêng ban xa 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 na ok ok cho anh chị đấy dân nghiệp mà chưa luôn chúng mình là cam bị khi là bao chứng sẽ to ẩm pi chúng nó chúng mình chấp trong đang ẩm pi nhẹ chẳng pi chia bị khi có cả ban chia đã ra sầm đai cả bàn phân tách ra bị chẳng pi một đi thế không bị sai sẽ là bạ ta dân sẽ là anh khác đại nam môi chỉ đấy đã ra cặp lái đã ra chuẩn bị ấy là sẽ phải nhảy tới cho chất đập bát miếng cho chất đập cái chiền phân tách ăn sau cho chất đập luôn anh chiền mà chiền ăn sau có đua mà chiền ăn sau có đua chiền ăn tay trong vậy thôi nhưng mà đau cái thì vô khuôn anh tính cái nó đâm 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 đặt khuôn anh chiều ăn phải đúa mình tay dương trong vậy thôi vậy phía ở phải chạy cái tay anh phải đúa tí tay thôi chiều ăn sơi phải đúa chứ cả họ hôm nay bong đà nữa từ điểm cái này sẽ phải khơi khơi sẽ phải họ bật thì mình mà trốn được phía sẽ phải lên cái trâu của màn ngày đó còn ôi ăn tay trong vậy thôi nhưng tranh phía hiến nhưng thọt ta mà máu hay ban phía bắt chuẩn bị ngó của mưa nghe nhưng chiều ăn phải đúa ban phía phía bắt nữa ban chip chia bị thi co một tiết từ hà chip bị thi co chặt bên đài một bên đài luôn chỉ mới là ca sầm đáy thì ca sầm đáy nó có bộ sầm đáy và sầm đáy chip đấy các bạn nơi ta sầm đáy và đáy nó cứ ở bị thi co có bên tay ca nghĩa ở lại nữa ở miền tây ở bắc hành một sầm đáy này dùng dùng cái hai một đòn một bàn sầm bộ sạch anh cái pin đấy ở lại nó còn ban ở nơi không sầm đáy từ tôi đến trong nơi ca bị thi và sầm nhập thì có thì can đi ô cả chị đi coi phòng đài đó và thứ nhưng mà toàn hiệp trong chị vân mùi để hôm biên là đá chung tiền là đá để sao cho can nghe nó ở giờ mà toàn ai vậy ban hai những mấy của dân chập đàn đồng vốn chắc là thằng đẹp nhóm chập đàn vì can nghe để chia chung tiền với dân cứ bị thi con nên bị thi can đi đài là nhưng mà giá ca chung mùi nên bị thi can đi tay cứu bệnh mình ra là mới chia chung rất oi nhận là miền cam bị thi chụp liêm của ca ấy chứ còn ở miền đôi chia ra là bảy chùa chỉ cầm bảy bảy tay chứ thì còn ai do tập về thi công về thi cao thì tới các bạn ok ở côn và để luôn tới phía chợ một bát tay so phía chợ cứ quan chỉ thi cò nữa phần tay cao phần tay chúng mình cao bỏ tay bắt chuẩn biết cứ ok và ở côn đam ở đây bố chỉ ban phần tay mình pích nhọn tân đang mạnh mẽ ở đây là cũng mạnh như vậy chân đây ta và thà bên nào để nhung để chuyển vô lôi cái cứ bỏ bạc đam còn ta bên nào để điều chuyển ao lôi cái nắng cứ ở đây về nhà đây cả bố có sánh nhau khang chỉ dùng ta chơi chiếm không đánh như một cọ chẳng nâng bằng đồ chín đó ok và ở con trai thằng ấy dùng bàn từ từ chơi hết cho toàn trong mình đang không được vùng một size sản phẩm à lấy dùng bàn to trong mình đang sử dụng bàn to tiếp đang thì ông phi một một hộp bình sản phẩm bằng vật thế này cái đôi chi sẽ bệnh cho chất một hộp của pet nát đấy đôi chi của pet chiên cha ngao ấy chẳng nữa mà sẽ pick được mưa tới đây cho trận cho trận mà tệ. Pick tới kho thứ này cái lại nát chút thêm một tua để tăng nhanh. Tua chút thêm một ít trong hơi. Vâng.
ដាក់ទៅដាក់បោះទួមុខនឹងមែនបងនេះរឿងពិតខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំច្រើនមែនចាពេលខ្លះដារ៉េកទ័រគាត់ថាចេះអុយពេកប៉ុណ្ណឹងបានហើយប៉ុណ្ណឹងបានហើយខ្ញុំញ៉ាំច្រើនពេកអញ្ចឹងណាថតបានតិចតួចអញ្ចឹងដល់ឲ្យលួចទៅញ៉ាំហើយបាត់ខ្ញុំទៅរកតាក្លៀតក្លៀតណាមានរបស់ញ៉ាំគឺឃើញខ្ញុំហើយនេះទៅបើមកហូបចូលចិត្តញ៉ាំតុងយ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រហើយដាក់ឲ្យហឹរហើយចំបាច់ខោឆ្មាឆ្ងាញ់ណាបាទអរគុណច្រើនណាបងមើលកាមេរ៉ានោះគេលេចមកអូខេអរគុណហើយសម្រាប់បងអរគុណតាវិញបាទសម្រាប់ខ្ញុំប៊ូហ្វេអូបាទគ្រប់មុខមកអញ្ចឹងមិនមើលមានគាត់ប៉ុន្តែឲ្យជួយចិត្តញ៉ាំត្រីអត់ប៊ូហ្វេនឹងក៏មានត្រីចាំគេថាសាច់ត្រីបើសិនជាត្រីដុតជួយចិត្តត្រីដុតណាហើយសម្រាប់សាច់គោខ្ញុំជួយចិត្តច្រើនសាច់គោបើសិនជាអាំងឬមួយក៏ឡុកឡាក់ឬមួយក៏ស្លអីដែលឲ្យមានសាច់គោជួយចិត្តច្រើនខ្ញុំជួយចិត្តសាច់គោដែរតែបើសិនជាសាច់ជ្រូកដូចជាមិនសូវជាចូលចិត្តប៉ុន្មានទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអត់អីទេគេហ្នឹងបាទចាតែចុះបើសិនជារសជាតិស្របតាមមករសជាតិខ្ញុំបានអត់ចូលចិត្តហឹរទេអត់ចូលចិត្តហឹរទេចាបាទខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំហឹរអូខេអញ្ចឹងមកចង់និយាយបើថាបើយើងចូលចិត្តញ៉ាំច្រើនអញ្ចឹងតើតោះអំពីកីឡាចូលចិត្តលេងទេឬក៏ញ៉ាំហើយអត់លេងកីឡាហ្មងខ្ញុំចូលចិត្តហាត់ប្រាណប៉ុន្តែមករយៈនេះគឺអត់ហាត់ល្បលមិនអត់ចង់ទេគឺល្បលអត់មានពេលហាត់ហើយទៅពេលថតចប់ទៅយកពេកមួយគេគេទៅតែចង់ប្រភេទកីឡាដែលស្ពេចចូលចិត្តជាងគេខ្ញុំចូលចិត្តហាត់ប្រាណនៅកន្លែងជីមហ្មងបងអូហើយនឹងអបវលកងចកេះហ៎អូៗចាហើយបងបាទបាទកីឡាបាក់ឡានកីឡាបាក់ឡានអូចឹងបើនេះថាអត់ចូលចិត្តហាត់កីឡាទេអត់ទេអត់បានឡានទេអូអត់បាក់ឡានយកទៅញ៉ាំហើយបាក់ឡានទៅផ្ទះហើយតោះមកបាក់ឡានទៅផ្ទះហើយចេញពីផ្ទះបាក់ឡានទៅញ៉ាំហ្នឹងហើយបាទកណ្ដាលបាត់ថាក៏យកទៅស្មាល្អចានៅស្មាដដែលអត់ទេឡើងក៏មិនចង់ដែរសម្រាប់កីឡាដែលខ្ញុំបាទចូលចិត្តគឺហែលទឹកហែលទឹកបាទព្រោះថាហែលទឹកទៅយើងអាចធ្វើចលនាបានតាំងពីបាទស្រីវិញការរៀបការតបាទគឺច្រើនឥឡូវយើងបន្តសំណួរជាបន្តទៀតបាទអូខេឥឡូវបន្តជាមួយសំណួរចង់សួរបន្តទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងពណ៌វិញម្ដងសម្រាប់អ្នកទាំងពីរបាទចូលចិត្តពណ៌ឯគេជាងគេបាទសខ្មៅខៀវប្រផេះអូយគេសួរដល់ចង់ចិត្តមួយណាជាងគេមួយហៀបហបដល់4 5ពណ៌តែគាត់ចូលចិត្តពាក់ច្រើនជាងគេក្រហមសួរក្រហមក្រហមក៏មានដែរគេចូលចិត្តដែរតែបើសិនជាទូទៅពាក់ជាងគេពាក់ខ្មៅខ្មៅជាងគេចាបាទពួកវាច្រើនអត់ប្រកាន់កន្លែងអត់ប្រកាន់កម្មវិធីវាច្រើនវាសាមញ្ញចាបាទណាមួយពេលពាក់ពណ៌ខ្មៅចឹងមើលឃើញរឿងស្លីមរឿងសើទូចបាទតែគាត់ចូលចិត្តក៏ហក់ខ្លួនឯងដែរណាម្នាក់ទៀតបាទអត់ទេខ្លួនឯងដែរហក់ខ្លួនឯងគាត់ថាជាការលួងលោមមួយតែគាត់មានអារម្មណ៍ថាកាន់តែដំដាមអញ្ចឹងយើងមិនលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងមាននរណាគេចាំជួយសារយើងតែវាបងគាត់ហើយបាទខ្ញុំទៅហក់ឯងទៅផ្ទះច្រើនអត់ទេអត់ខ្ញុំទៅតែពីពេកខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌ជាងគេពណ៌អាពណ៌ទាំងមេក៏ sky blue បងនេះពណ៌ចែកចែកជួយចិត្តអញ្ចឹងជួយចិត្តពណ៌អញ្ចឹងអត់ជួយចិត្តពណ៌ pink ទេពីច្រើនស្ពីនារីគេក៏ជួយចិត្តពាក់ pink ស្អាតនិយាយទៅខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំប្លែកពីស្រីគេមិនខ្ចេះមិនដាច់ដឹងថាខ្លួនឯងជួយចិត្តពណ៌ sky blue ហ្នឹងឯងដូចគេដូចឯងទេតាតានិយាយទៅពណ៌សពណ៌ខ្មៅគេធៀបចោលហើយព្រោះហ្នឹងចង់និយាយថាវាគោលហើយចាតែបើថាស្រឡាញ់ខ្លាំងហ្មងពណ៌ sky blue ជួយចិត្តហ្នឹងឈួតមួយពណ៌ហ្នឹងហ្មងអូយ៉ាងតែមានកែពណ៌ហ្នឹងមិនដល់ទេអូយច្រើនណាស់បងតែគាត់បើកទូមកភាកច្រើនជាងគេពណ៌សតោះមិនដែរហ៎ចុះពណ៌ហ្នឹងគោលគេចង់និយាយថាពណ៌សខ្មៅវាគោលចង់និយាយថាវាស៊ីសង្ហថាគ្រប់កម្មវិធីប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីពណ៌ហ្នឹងមកគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃពណ៌ផ្ទៃមេឃចាពណ៌ផ្ទៃមេឃនេះស្អាតពីពណ៌ហ្នឹងចុះសម្លៀកបំពាក់មានពណ៌ផ្ទៃមេឃដូចបងវត្តរាជនិយាយដែរជួយជាមួយនឹងការតុបតែងខ្លួនណាមិនដែរតែនឹងការតុបតែងខ្លួនស្អាតជួយជិតបាច់មិនដែរខ្ញុំមកនិយាយទៅម្ដងឈួតម្ដងជាតាមកម្មវិធីអញ្ចឹងណាដូចថាពេលខ្លះរៀងខ្ជូខ្ជូពេលដែលខ្លួនឯងស្លៀកពាក់រៀងខ្ជូខ្ជូមានអារម្មណ៍ហ្នឹងចេះអួយអៀនណាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដូចថាជួយចិត្តស្លៀកពាក់រៀងសពតរៀងខ្លីខ្លីធំនឹងឲ្យអាវអញ្ចឹងឬក៏រ៉ូបអីអញ្ចឹងចាតែអត់សិចស៊ីខ្លាំងទេហ្មងហ្មងប៉ុន្តែបើគេឲ្យសិចស៊ីក៏សិចស៊ីបានអឺតាមកាលៈទេសៈបងប៉ុន្តែគាត់ថាបើសិចស៊ីខ្លាំងខ្លាចដែរអត់ហ៊ានដែរអត់ហ៊ានបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្រាប់វិញបាទសម្រាប់ខ្ញុំជាទូទៅបើសិនជាការដើរចេញមកក្រៅឯធម្មតាខ្ញុំបាទចូលចិត្តខោខូវប៊យឲ្យយឺតមួយជើងតាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអឺធំៗផ្សេងៗខ្ញុំបាទចូលចិត្តអាយធំបាទអឺអាយខាងក្នុងកសោអាយធំមែនក៏បានបញ្ជាក់ហ្នឹងហើយតើបោមួយទៀតពណ៌ក្រហមដល់ដល់ពេលបាទកម្មវិធីខ្លះបើមិនជាយើងមានអ្នកសិល្បៈយើងចូលរួមច្រើនការស្លៀកពាក់របស់ពួកគាត់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើតាមនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាកម្មវិធី
ឧទាហរណ៍ដូចមង្គលការឬមើលកម្មវិធីដែលមានភៀវជាអ្នកធំអ្នកធំចូលរួមច្រើនយើងស្រាប់តែមើលម្ងម្ងបាទឲ្យធ្វើម៉េចបដងបសងមួយគេមកផុតគេទេចាតែខ្លួនឯងស្រឡាញ់តែម្ដងស្ដាយមិនដែរតែខ្លួនឯងស្រឡាញ់ខោក្បួយឲ្យយើងសម័យបាទសម័យសម័យយើងតតទេខ្ញុំឃើញថ្ងៃមុនវាជើងតតណាជើងតតហ្នឹងមកបតានៅក្នុងឡានអូអញ្ចឹងចង់ខ្សែអត់តនបាទអត់បាទសំណួរជាបន្តទៀតបាទសំណួរជាបន្តទៀតគឺចង់សួរសម្រាប់អ្នកទាំងពីរតើតង់ជាមួយនឹងសម្ភារៈប្រាស់វិញចូលចិត្តរបស់អីគេជាងគេដូចជានាឡិកាជីជាងកង្វល់និយាយទៅប្រាស់ប្រាស់បាទចូលចិត្តជាងគេកង្វល់ហើយនឹងនេះថាកងដៃមិនប្រកបតកងដៃឲ្យតែមានអីក៏ដោយឲ្យតែថាជាប់កដៃអញ្ចឹងគេថាខ្សែដៃឬក៏អីអញ្ចឹងបងចូលចិត្តពាក់ហើយតែគាត់ថាដៃវាងទូចពេលតែពាក់កងដៃអីទៅថាខោណារបស់ក្មេងៗទូចប្រហែលស្ទាយបែបមួយវិញណាបាទអរគុណហើយចុះបងក៏តើបើសិនខ្ញុំវិញអ្វីដែរសំខាន់បំផុតគឺនាឡិកាគោលឯណោះគោលហ្មងព្រោះថាបើសិនជាពេលណាជិះមកក្រៅមាននាឡិកាមានអារម្មណ៍ថាម៉ោងប្រហែលហើយទៅប្រញាប់ផ្ទះអត់បងដាក់ទូរស័ព្ទមកដាក់ទូរស័ព្ទចឹងឯងថាទូរស័ព្ទនេះគឺនៅក្នុងខ្លួនស្រាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែចាំនិយាយថាអ្វីដែលយើងអត់ទីមើលព្រាមព្រាមគឺនាឡិកាពេលដែលអត់មាននាឡិកាដូចអារម្មណ៍ថាស្លាប់ខ្លួនណាអូខេបាទខ្លួនច្រើនឥឡូវយើងដឹងហើយអំពីការតុបតែងខ្លួនគឺដូចជាការញ៉ាំអញ្ចឹងចង់ដឹងតកតអំពីមិត្តភាពវិញចង់បានមិត្តភាពគឺជាមិត្តភក្តិដែលស្រីគ្នាឬក៏ចង់មានមិត្តភក្តិដែលរបៀបមិនដែរសម្រាប់អ្នកទាំងពីរមកខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាមនុស្សខ្ញុំនៅក្រៅជួយចំណាយលេងច្រើនជួយចិត្តនេះថាបបាច់បបោចអញ្ចឹងអូនិយាយច្រើនមែនមែនណាញ៉ាំបាយបដាលឺបដាជួយចិត្តចំណាយលេងសើចច្រើនហើយខ្ញុំដូចជាអត់អីទេចង់ហបអានគាត់រៀងចង់និយាយថាគាត់រៀងអត់សូវចេះមាត់បដោះបដាលឲ្យគាត់មាត់ច្រើនដែរចឹងតែគេអត់សូវចិត្តញ៉ាំត្រាវអញ្ចឹងពេកពួកឲ្យគេចូលចិត្តញ៉ាំត្រាវនិយាយទៅអានេះគេត្រង់ហ្មងអត់សូវចូលចិត្តញ៉ាំត្រាវអត់ប្រយោជន៍យើងចូលចិត្តបើជួបជុំគ្នានិយាយថាអូយើងគួរតែធ្វើអីគេដើម្បីឲ្យបានអ៊ីនខាំអាបានចំណូលយើងបានច្រើនព្រោះថាគិតថាឲ្យមានលុយច្រើនយើងអាចធ្វើឲ្យខ្លួនយើងស្អាតធ្វើឲ្យយើងសុខចិត្តយើងចង់ទៅដើរយ៉ាងណាណីចឹងចាពីនោះទៅពេចមិនមែនមុខលុយទេប៉ុន្តែអត់លុយពិបាកខ្លួនទីអញ្ចឹងនេះខំប្រឹងសវ៉ាធ្វើមិនខ្មិចឲ្យអ៊ីនខាំយើងចូលរៀបបានច្រើនច្រើនច្រើនអូខេអរគុណសម្រាប់បងប្អូនវិញបាទសម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាមិត្តភ័ក្ដិអាចនិយាយបានថានៅក្នុងរងសិល្បៈមានតិចបំផុតតែពេលហ្នឹងគឺសិទ្ធិមិត្តភ័ក្ដិនៅខាងសិល្បៈអ្នកធ្វើការអ្នករ៉ូស៊ីបាទអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងទៅជួបជុំគ្នាអញ្ចឹងគឺតែតែទទួលបាននៅបទពិសោធន៍តាក់ទងទៅនឹងការងាររបស់គាត់បាទការយើងវិញអញ្ចឹងឲ្យយើងមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការងារសិល្បៈយើងអាចแชร์នៅបទពិសោធន៍នេះទៅបាទបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់អមនសនួរជាបន្តទៀតសម្រាប់ចង់សួរគឺតាក់ទងជាមួយពួកយើងដឹងហើយថាសម្រាប់សិពេជ្រក៏ជួយបងគាត់ណាជាតារានៅក្នុងរង្វង់សិល្បៈផ្ទាល់ម្ដងចុះក្រៅពីសិល្បៈការងារក្រៅសិល្បៈចូលចិត្តការងារអីគេជាងគេខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំឥឡូវនៅតែរៀនដូចអត់តន់មានការងារអីធ្វើក្រៅពីសិល្បៈព្រោះថាមានតែរៀនហើយនឹងការងារសិល្បៈចា៎គេក៏បំណងអីគេបំណងតែចង់ខ្ញុំក៏បំណងខ្ញុំចង់បើដូចថាជាប្រភេទបឹងកាឡូហើយមាន restaurant នៅហ្នឹងព្រោះចាំអត់មានជូនពោសោះអត់ជូនពោបើតូបបើអីមួយលក់មួយអីទៅលក់មួយដុតលក់អីហ្នឹងទៅនៅតែខ្មៅអញ្ចឹងទៅតែបើតោះយើងព្រីពីតូបមួយតូបពីរតូបបីហើយបើឡូរីសតអីយ៉ាងនិយាយទៅបងគាត់ចង់បើលក្ខណៈមឹងកឡូហើយខ្ញុំចង់និយាយថាចង់បើរ៉េស្តូរ៉ង់នេះដោយសារម៉ាក់គាត់ចូលចិត្តធ្វើម្ហូបគាត់ចូលចិត្តអីអញ្ចឹងទៅហើយពេលខ្លះទៅអ្វីដែលគាត់ចូលចិត្តគាត់ធ្វើទៅអាចថាសុខចិត្តចាអញ្ចឹងទៅចង់ធ្វើអញ្ចឹងបាទហើយយើងអាចលក្ខណៈក្រុមគ្រូសាស្ត្រយើងអាចចូលរួមសហការគ្នាទាំងអស់គ្នាទៀតហើយនៅជុំគ្នាទៀតណាបាទអរគុណហើយសម្រាប់បងប្អូនដែរបាទសម្រាប់ខ្ញុំក្រៅពីការងារសិល្បៈឥឡូវហ្នឹងក៏មានការណែនាំពីមិត្តភ័ក្តិទៀតយើងលក់នៅផលិតផលតាមអនឡាញតាម Facebook យើងហ្នឹងគឺផលិតផលនាំចូលមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតាក់ទងមួយបែកសម្រាប់ហើយអញ្ចឹងបាទហើយសម្រាប់កូនបងប្អូននៅពេលអនាគតដែលខ្ញុំចង់បានគឺចង់បានសង្ឃាគីលំដាប់កាយ5មួយជាកម្មសិក្សាអត់អត់មានចូលហ៊ុនណាទៀតបងញ៉ៃឆើអត់មានចូលហ៊ុនតែមួយបងនិយាយទៅតែតែទៅចង់បានធំផ្ទះសំណាក់មួយមកលំងសំរុំនៅតំបន់ទេសចរបានហើយដោយសារតែ
ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺជាប្រទេសដែលមានសក្តានុពលទៅលើផ្នែកទេសចរណ៍អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានទស្សនៈសមរម្យល្មមមួយក៏ជាចំណូលប្រចាំរបស់យើងដែរបាទហើយបើឈានដល់អូតែក៏អត់ខឹងដែរណាបើសិនជាបានផ្កាយ5ទៀតក៏អត់ខឹងដែរអត់មានអន់ចិត្តនិយាយទៅឡើងចេះហ្មងហើយនិយាយអត់មានខ្វល់ឡើងចេះអូអត់មានសក្តិលោះហងអញ្ចឹងតែលេងមួយវិញអូខេអរគុណដល់ឥឡូវយើងក៏លេងមកជួយជាមួយនឹងចំណងចំណូលចិត្តមួយដែលថាអត់បានសម្រាប់នឹងម្នាក់ម្នាក់ទៅដល់គឺគេហៅថាចំណងចំណូលចិត្តលេខ close សម្រាប់អ្នកទាំងពីរកាខ្លួនឯងមានចំណងចំណូលចិត្តលេខ close ទេខ្ញុំបាទខ្ញុំអីជាពិសេសដូចនិយាយមិញហ្នឹងអញ្ចឹងទឹកអត់បានរមអត់ទេអត់អត់បានអ្វីដែលអត់អត់បានសម្រាប់មនុស្សស្រីហ្មងណាបាទអឺពេលដែលអត់ចាំគឺពិបាកមើលដូចយាយជីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយតាមនិយាយម៉ែណាអញ្ចឹងបានថាជីក្រៅចាស់ទៅគូចាំទៅគូចាំអូបាទបាទបាទសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលមិនអាចនឹងខ្វះបានភាកច្រើនគឺលើកបាទចូលចិត្តទុកមកអត់តែក៏មើលអត់មានផងណាហ្មងបាទការពីមុននៅក្មេងឥឡូវចាស់ហើយឥឡូវឈានចូលដល់វ័យមួយដែលពេញស្អាតអូដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺត្រូវទុកមកចាព្រោះថាបើសិនជាខ្ញុំបានកោប្រវត្តិចឹងអស់ចាអារម្មណ៍ថាមុខនេះដូចកុំក្មេងបន្តិចដូចស្លាស់មិនដឹងទេតែនៅពេលណាដែលមានប្រវត្តិចឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាជាជាក់ទៅជំរុំមុខអូបាទបាទជួនកាលអាចបង្ហាញអំពីជំរុំមុខឲ្យគេពី shape អីណានឹងទៀតបាទហ្នឹងគឺស៊ីចូលទៅយើងកោតែព្រោះឯថាប្រវត្តិគឺចេញ train មកលើស្ព័រទៀតហើយយើងកោចង់យកវិញយើងកោមកត្រង់ចឹងបាទវិញយើងកោប៉ុណ្ណាស្វោសក់បាទនិយាយតែត្រង់ស្ដាប់គាត់ទៅគាត់ក្មេងគាត់អត់ងាត់គាត់មើលទៅរឿងខ្ជូតក្មេងអញ្ចឹងត្រង់ស្ដាប់ទៅបងចុះបងនិយាយទឹកនេះស្រួលអត់សិបផាបតារាគេគាត់ចាប់ដៃគ្នាខាគ្នាហើយជាងចាំតែស្ដាប់ទៅបាទអូខេអរគុណច្រើនណាស់សំណួរអូខេបាទអរគុណច្រើនហើយជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងនឹងមានសំណួរចង់ក្រោយមួយទៀតដែលចង់សួរសម្រាប់តារាគេយករបស់យើងក្រោយហ្នឹងលឿនបែបបាទអូយអត់ទេនៅ3 4ម៉ោងទៀតហ្នឹងមានវគ្គធ្វើបាបដាក់ដករូបអ្នកដកអីមានខាងមានក្នុងវគ្គទៀតបាទមានបានសម្រាប់កោអឺគាត់មានអីហ្នឹងឯងជើងហើយខាងកាយនេះទៅទៀតណាព្រោះហ្នឹងតែចូលចិត្តទុកគាត់ណាយល់មែនហ្មងធម្មតាគេធម្មតាគេមិនដែលសួរចោលគេសួរគេចូលទៅប្រកបអត់ដីក្រោយគុំជឿយើងមិនអត់ដៃណាអូបាទគឺការតែច្បាស់ល្កាំងហើយទៅមកផ្លែតែពេចហ្នឹងណាបាទអូខេអរគុណចា៎ឥឡូវគឺសូមបន្តជាមួយសំណួរតែម្ដងសម្រាប់អសំណួរចង់ក្រៃនៃការទៅមកនេះចង់សួរថាបើសិនជាពេលអនាគតសម្រាប់អ្នកទាំងពីរគឺជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតហើយមានន័យថាយើងខ្លាចទៅជាមហាសេដ្ឋីយើងលែងខ្វល់ពីរឿងលុយអីតែយើងចង់ធ្វើអ្វីជាងគេបាទសម្រាប់សុំទោសណាបងបាទសម្រាប់ខ្ញុំអីមកចឹងគឺនឹងសម្រាប់ភាសាហាអឺណាវគ្គនឹងពេលនឹងវាហាមាត់អីណាណៃនេះជាសិទ្ធិនេះបងខ្លាចនេះជាមហាសិទ្ធិគឺតតងមានទៅមកខាតពេលវេលាយូរអូយហើយឡើងចឹងតែពេលមានគឺអញ្ចឹងហ្នឹងបាទហើយថៃចាលើកមកឲ្យខាតពេលវេលាយូរសុំសាច់សិនបើអត់តមានស្អាតរមូតទេតែពេលមានខ្លួនណាចានេះតមានមែនតើក៏ឧទាហរណ៍ណាអាចសម្រាប់ចាជប់ព្រួអារម្មណ៍សិនបងវាតែមកមុនតែមកចាំមិនមកមកឯងនាំខ្ញុំសោះបើសិនជាថ្ងៃណាក៏ទៅយើងអាចជប់ជ័យជីវិតអ្វីដែលខ្ញុំបានជាគោលបំណងគឺចង់បណ្ដោះបណ្ដាក្មេងៗចំនួនក្រោយឲ្យទទួលបាននូវភាពជោគជ័យហើយឲ្យពួកគាត់ដើរនៅក្នុងផ្លូវមួយដែលមានភាពជោគជ័យនៅយើងបានចាបាទសម្រាប់ខ្ញុំចង់និយាយថាបើខ្ញុំមានអញ្ចឹងណាខ្ញុំចង់និយាយថាបើកជាមណ្ឌលមួយសម្រាប់ក្មេងៗអត់ទេនិយាយមែនបើកជាមណ្ឌលមួយសម្រាប់ក្មេងៗដែលចង់និយាយថាគាត់អត់មានទីពឹងពាក់ដូចថាគាត់អត់មានម៉ាក់ប៉ាអត់មានគ្រូសាអីចឹងណាក្មេងកំព្រាអញ្ចឹងណាហើយដូចជាចាស់ចរាអីអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើអញ្ចឹងព្រោះថាមានអារម្មណ៍ថាពេលដែលឃើញពួកគាត់អញ្ចឹងទៅដូចក្នុងចិត្តពិបាកមែនតើហ្មងបងចាស់ព្រោះថាធម្មតាយើងជាខ្មែរដូចគ្នាបើតែសំខាន់ពេលដែលឃើញគេអញ្ចឹងយើងអត់មានសមត្ថភាពឯងមានតែទឹកចិត្តតែប៉ុន្តែបើសិនជាយើងថ្ងៃក្រោយយើងមានសមត្ថភាពយើងនឹងចែករំលែកអ្វីដែលយើងមានទៅដល់ពួកគាត់អូខេអរគុណសម្រាប់អ្នកទាំងពីរជូនពរអរគុណថាបានសម្រាប់ឲ្យកំពុងខ្ញុំណាចាអរគុណតែបងតាដូហ្មងអត់ព្រឹងទេទេមកខ្ញុំទេទៅគេវិញអូខេអរគុណច្រើនគេថាសម្រាប់វគ្គនេះគឺយើងបានផ្ដល់ជូនឲ្យជាមួយនឹងការសាកសួរតទៅអំពីចំណងចំណូលចិត្តបន្ថែមរបស់តារាគេយើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែសម្រាប់វគ្គក្រោយព្រមនឹងទទួលបាននូវស្បាយរីកការតបពិសេសជាទៀតជានឹងឈានចូលដល់សំណួររីករាយបាទហើយប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់វគ្គនៃសំណួររីករាយពីកម្មវិធីចំណូលចិត្តនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន